các cựu học sinh 2024 xin được phép bắt đầu. Xin tất cả mọi người hãy chào nhau bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Tri thức ngày xưa trở lại đây, ân tình sâu nặng của cô thầy, người mang ánh sáng soi đời trẻ, lái chuyến đò chiều sang bên đây, đò đến vinh quang nơi đất lạ. Cảm ơn người đã lái đò hay, ơn này trò mãi ghi trong dạ, người đã giúp con vượt đắng cay. Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa xem qua hình ảnh của một thời đã xa, những ký ức tưởng chừng phai mờ theo năm tháng, chúng tôi, ban tổ chức khối văn hiến, xin được phép tái dựng lại phần nào để giữ mãi hình ảnh đẹp của một thời áo trắng. Có với nhau lời hẹn giữa mùa hè cuối tháng 7 mỗi năm, được xem là ngày truyền thống qua 11 lần tổ chức, cùng ngồi bên nhau, chia sẻ, nhắc về thầy, cô, trường, lớp. Đó cũng là điểm tựa giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Bạn là thế, không mãnh liệt nhưng đông đầy, không gần gũi nhưng khó xa. Chủ đề nhớ trong lần họp mặt kỷ niệm 31 năm ra trường hôm nay, với mong muốn ôn lại hoài niệm xưa và tạo thêm nhiều kỷ niệm mới. Rất mong chúng ta luôn kết nối tình bạn bền vững, xây dựng một cộng đồng cựu học sinh đoàn kết yêu thương mãi mãi. Xin mời tất cả các bạn chào nhau bằng một tràng pháo tay thật lớn trong ngày họp mặt trọng đại này. Các bạn ơi, thời gian là thế, không dừng lại bao giờ. Ngưỡng cửa của U50 đã bắt đầu hé mở. Dù có thăng trầm, vinh quang, đôi lần mệt mỏi, hãy luôn cố gắng sống vui và hạnh phúc. Đó cũng là thông điệp mong muốn của nhóm bạn học văn hiến gửi đến quý bạn nhân ngày họp mặt truyền thống 2024 hôm nay. Xin đại diện bạn học văn hiến mến gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành và lời chào đoàn kết.
đi qua đời tôi. Đường làng quanh co sông thu êm đềm, thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng. Biển trời mênh mông tôi với ngày ấy, tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cô mẹ kể năm đây chúng ta vui ngày. Chúng ta hãy cùng vỗ tay theo nhịp điệu ạ. Bên nhau ta hát ca ôn lại kỷ niệm xưa. Ta kể cho nhau nghe những chuyện vui ngày ấy. Tuổi học trò hồn nhiên như mãi vẫn còn đây. Qua bao nhiêu tháng năm thăm lại chùa xưa, nghe nhiều vang đó đây tiếng giảng của thầy cô. Ôi tiếng về ngân nga khiến lòng ta càng nhớ. Thôi mình học cùng nhau chung lớp chung trường. Bạn bè ơi, chúng ta về đây cùng hòa ca khúc ca sông bay. Đón lấy nhau sẽ bao mừng vui. Dòng tiếng vui hoan hỉ quay về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin chào mừng tất cả các bạn đã về buổi họp mặt lần thứ 31 của bạn học Long Khánh và bạn học Đồng Niên. Cảm ơn. Xin cảm ơn tiết mục đầy cảm xúc trong phần khai mạc chương trình chủ đề nhớ 2024 năm nay. Chuyển lời từ ban tổ chức chương trình mến gửi đến tất cả các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Các bạn thân mến, chúng ta trải qua 11 lần tổ chức sự kiện họp mặt truyền thống đáng nhớ, và năm nay ban tổ chức bạn học Văn Hiến một lần nữa khắc họa hình ảnh thân thương đầy kỷ niệm trong chủ đề nhớ với thông điệp mong muốn xây dựng tình bạn, chia sẻ yêu thương, tiếp nối hành trình 31 năm và hơn thế nữa, chúng ta mãi mãi là bạn. Và các bạn thân mến, là chúng tôi xin chia sẻ là chân thành cảm ơn phần tham gia biểu diễn của các bạn trong các tiết mục hôm nay. Rất trân trọng những gì các bạn đã làm cho chương trình vì một ngày vui họp mặt. Các bạn xứng đáng nhận một tràng pháo tay từ ban tổ chức cũng như tất cả các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn thân mến, để có một ngày vui trọng đại hôm nay và đem đến những thành công cho tất cả các khâu tổ chức, thì phần chung tay góp sức của các mạnh thường quân là điều rất là mong muốn. Năm nay ban tổ chức Văn Hiến rất may mắn đón nhận từ các mạnh thường quân sự quan tâm, chia sẻ. Các bạn đã gửi tiền quà về với chương trình với mong muốn phần nào giúp ban tổ chức hoàn thành tốt hơn ngày đăng cai họp mặt năm nay. Đáp lại tấm lòng của tất cả các bạn, ban tổ chức trân trọng và mời lên sân khấu để trao hoa biểu dương thay cho lời cảm ơn. Xin mời tất cả các bạn có tên sau đây là những mạnh thường quân quan tâm chương trình cùng tiến về sân khấu để có dịp cho ban tổ chức chúng tôi trao tặng những đóa hoa tươi thắm, gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Xin mời Bích Ngọc hãy cho danh sách ạ. Trước hết chúng tôi xin mời bạn Đăng Tuấn ạ. Bạn Thanh Hà, Ngọc Tuyết, Thảo Ngọc Đại Dương, Nguyễn Đăng Tuấn, Huỳnh Thị Xuân Lộc. Tất cả các bạn có tên chúng ta di chuyển lên sân khấu đi ạ. Chúng tôi trân trọng kính mời bạn Hồ, bạn Liêm, bạn Quyền, Dương Công Lập, Đặng Thị Bảo Trân. Xin các bạn tiến về sân khấu. Và các bạn thân mến, là trong danh sách còn rất nhiều bạn cũng là mạnh thường quân của chương trình hôm nay. Nhưng Văn Hiến giao cái file cho tụi tôi động ra. Nên là thôi thì giờ các bạn nào đã có đóng góp trong chương trình hôm nay, dù 500 hoặc là 5 triệu hoặc là 50 triệu, thì chúng tôi cũng xin trân trọng mời các bạn về sân khấu, vì đây là sự yêu thương của ban tổ chức. Cảm ơn đến tất cả các bạn. Xin mời tất cả những bạn là mạnh thường quân chúng ta cùng tiến về sân khấu đi ạ. Xin mời đại diện của ban tổ chức chương trình trao hoa lưu niệm, trao hoa biểu dương dành cho tất cả các bạn mạnh thường quân ạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đi các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin mời các bạn trở về bằng tiền của mình.
các bạn thân mến, và giờ đây là giây phút long trọng chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn những người làm nên thành công trong ngày họp mặt hôm nay. Trân trọng và mời lên sân khấu ban tổ chức chương trình Bạn học Văn Hiến năm 2024. Xin tất cả chúng ta chào đón bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin mời ban tổ chức Văn Hiến Long Thành năm 2024 tiến về sân khấu. Và giờ đây chúng ta sẽ nghe những lời chia sẻ từ đại diện của ban tổ chức năm nay. Xin mời bạn Phương Khanh. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình thay mặt cho ban tổ chức Văn Hiến, xin chân thành cảm ơn các bạn đã về tham dự cùng chúng mình hôm nay. Và đặc biệt chúng tôi cũng xin tri ân những người đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt chương trình này. Bạn Tuấn, chủ nhà hàng Khánh Ngọc, bạn Phong, công ty Best Em và tôi, và bạn Thuận Nguyễn đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi, và tất cả các bạn đã đồng hành chúng tôi cùng chương trình này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều ạ. Và các bạn thân mến, chúng tôi cũng xin có vài lời chia sẻ cho ban tổ chức năm nay. Kính thưa các bạn thân mến, và chúng tôi cũng xin nói đến những trăn trở của ban tổ chức năm nay. Thật ra các bạn không ngại khó khăn, sẵn sàng hết lòng vì công việc chung trường lớp đã giao cho. Nhưng điều mong mỏi nhất là có bao nhiêu bạn sắp xếp công việc để về với chương trình ngày hôm nay. Đó là điều mà ban tổ chức chúng tôi rất là trăn trở. Và mong rằng trong những năm tới, các bạn nên quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ và đồng hành nhiều hơn để ban tổ chức của những năm tới chúng ta thuận tiện việc hơn trong việc tổ chức. Rất mong các bạn thương và hiểu cho ban tổ chức của năm nay. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và giờ đây xin mời hai bạn, đó là Thanh Hà và Đăng Tuấn, cùng tiến về sân khấu trao tặng những đóa hoa tươi thắm cho ban tổ chức năm nay. Và đây là những con người quan tâm, yêu thương, chia sẻ với ban tổ chức năm nay rất là nhiều. Chúng tôi trân trọng kính mời hai bạn. Những chia sẻ yêu thương rất ngọt ngào đã thể hiện trên sân khấu, và chúng ta là những người bạn đồng lứa, đồng tuổi và cùng cấp sách đến trường cùng ngày, cùng tháng. Vì vậy, đây là những hình ảnh rất là đẹp và chúng ta trân trọng một tràng pháo tay đi các bạn. Vừa xuống đầu nhà đứng đây. Và các bạn thân mến, giờ đây là giây phút quan trọng mà mỗi năm chúng ta đều có với nhau. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức chương trình xin mời tất cả chúng ta chỉnh trang y phục cùng tiến về sân khấu chụp một tấm hình lưu niệm. Dù có bao nhiêu người, chúng ta cũng tiến về sân khấu hết đi ạ. Đây là hình ảnh mà mỗi năm chúng ta đều ghi lại. Xin mời tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta đứng thành nhiều hàng lối cũng được, nhưng mà làm sao chúng ta có một cái tấm hình kỷ niệm là đầy đủ nhất. Xin mời các bạn lên sân khấu đi ạ. Tất cả là cùng lên sân khấu để chọn được một tấm hình là đầy đủ nhất ạ.